Hello, Hiếu Thuận xin kính chào đại gia đình mình trên mọi miền đất nước, một lời chào trân trọng nhất ạ. Vâng, Hiếu Thuận xin kính chúc đại gia đình mình một ngày mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, quả máu bên gia đình ha. Thì hôm nay Hiếu Thuận muốn chia sẻ với các bạn là về cái bông trang và cái cách của bà con nông dân ở đây là thu hoạch sen nha. Bữa nay có cha mẹ của em phụ em học trò này thu hoạch sen để mà thương lái vô thu mua nha các bạn. Thì các em học trò này á thì cũng rất là thích làm YouTube. Đó, em ấy cũng là fan cứng của mình. Mà em ấy cứ rủ mình lên nhà quay hoài mình không ở không. Thì hôm nay mình ở không rồi mình tranh thủ mình lên mình nhà của em ấy mình quay một chút xíu về em ấy ha. Mình thấy cái tương lai của em rất là sáng. Tại vì cha mẹ em mới học lớp 4 à. Mà cha mẹ có mà cái gợi ý cho em nó tự làm để kiếm tiền đi học, như vậy là mình thấy cái tương lai của em rất là sáng. À, rất có thể là sau này sẽ thành công. Em thấy anh mình thấy em nó rất là chăm chỉ, kiểng đồ bông đồ rất là đẹp. À, mình quay các bạn là có yêu thích bông trang thì ủng hộ cho em ha. Rồi vậy là em có dự định bán một cây bao nhiêu cho chưa em? Chưa thầy. Chưa hả? Vậy là mình chỉ có nói là mình bán thôi chứ chưa có biết giá không. À, vậy là anh tự chăm sóc hết hết cho ông. Rồi rồi à, anh cho thầy biết cái cây này anh trồng bao lâu rồi em? 5 năm rồi thầy. 5 năm rồi hả? À, 5 năm nhờ. Em bao lâu mới bỏ phân lần em? Khoảng lâu lắm thầy. Lâu lâu rồi, lâu lắm mới bỏ 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 phân một đợt. Rồi rồi em dắt cho thầy đi coi mấy cây cái kế tiếp đi em. Đằng này em trồng bông rất là đẹp nha các bạn. Chậu dưới ghế luôn nè thầy. Hình cái ghế luôn hả? À, cái này em tự sửa hay là cha có phụ em không? Cha phụ. Cha với cha phụ em làm. Dạ. À, đúng rồi, cây này em tạo dáng cũng rất là đẹp nha các bạn. Cái dáng này không biết kỳ bằng dáng gì nhưng mà thấy cũng cong cong nè các bạn. Bữa nay mình không có đem máy kiến theo mình thấy không có được các bạn ơi, không biết nữa làm sao cái video này, biết nữa làm sao nữa, mình không có đem máy kiến theo nữa, quên luôn. Rồi em đi về dài tới đi em. Bây giờ mình quay bông cho các bạn xem, rồi một chút xíu nữa là mình sẽ quay ruộng sen của em Thịnh. Cha mẹ em đang hái ngoài ngoải rồi, chút xíu lá nó vô mà chút xíu mình quay tiếp cho ruộng sen các bạn có xem cái ha. bông hồng đó thầy. Bông hồng đó hả? Dạ Cái bông hồng, bông kem hồng á. cái bông hồng đó là em cũng định định bán luôn phải không? Mà em không biết định giá bao nhiêu phải không em? Đây cây bông Cây hồng, nho nữa thầy. cây nho nữa phải không? Nhà em cũng có Mấy cái cây này cũng trồng. bự hết nha các bạn, cũng năm mấy năm hả em? Cái gốc cũng rất là bự nha các bạn. Em nói cái này là cây bông hồng vậy nè. Cái đó từ hồi ông nội em còn sống. Không phải cái này không phải bông hồng em ơi. Cái bông trang hồng á. Bông trang hồng, bông trang hồng chứ không phải là cây bông hồng. Bông trang hồng. Cái bông hồng bên kia. Ở đây em trồng khá là nhiều bông bông trang nha các bạn. Cũng hầu như là đủ màu hết. Đủ màu hết. Có mai trồng mai nữa hả? Rồi, thầy quay sơ sơ cho khán giả, cho bà con, cô bác là xem rồi. Sơ sơ cái. Thầy có cây gốc bự hơn mấy cây kia này. Cây bông trang gốc bự hơn đó phải không? Rồi rồi rồi. Em trồng rất là nhiều. Em tận dụng mấy cái khoảng đất trống gần gần nhà đó các bạn. Em trồng bông trang. Tại vì cha mẹ hứa cho em trồng em bán em kiếm tiền em để dành đi học, thành ra em mà tận dụng hết các bạn. Nó dài dài trong đó là rất là nhiều bông bông nha các bạn, mà em trồng có một loại bông trang không à. Đó, các bạn nào yêu thích bông Bông trang trang thì trắng nữa này. bông trắng nè, đây có bông trang trắng nữa nè các bạn. Đó, em trồng rất là nhiều, em rất là giỏi. Em năm nay mới học có lớp 4 mà nghe các bạn. Rồi em nói cái dừa ba đọt đâu em? Đây thầy, ở trong đây thầy. Đây đây là cây dừa em ấy nói là nó lên ba đọt này các bạn, mà một trái mà lên tới ba đọt. Cái này em ấy nói là không có ghép gì cho nghe các bạn, một trái lên tới ba đọt vậy đó. Cái này em cũng dự định bán luôn hả em? Cha em mua về cái nó ra ba đợt, cái cha em để lại anh chồng luôn. Cái trái đó là mình mua cái trái giống, bây giờ mình ương mình trồng. Các bạn mà có yêu thích cây độc lạ thì các bạn mua cây này thì cha của em ấy cũng bán nha các bạn. Em ấy cũng có trồng mai nữa nè các bạn, có mai luôn, mai cũng tương đối nhiều nhưng mà mai này còn nhỏ, mai này có phải bằng cùm tay mình nè các bạn. Đây cây này em ấy nó cây linh sam này nè phải không?
cái này nữa. Hạt gạo. Ừ, cái này em cũng có bán luôn phải không? Dạ. Rồi rồi. Cái linh sam hạt gạo ha em. Ừ. Cũng có trồng cái lông nữa nè. Ồ. Ừ. Đây cận cảnh của cận cảnh em học trò đây, em giới thiệu tên em đi em. À, em tên Võ Bắc Thịnh. Võ Bắc Thịnh không? Học lớp mấy em? Lớp 4. Học lớp 4. Rồi. Ừ. Lớp 4B mấy? 4B1. 4B1. Rồi. Và vừa đột biến vừa hai đọt ba đọt nha các bạn, thì các bạn ủng hộ em ha, mình thấy em rất là giỏi, để cha mẹ hứa cho em chồng để em bán lấy tiền để dành đi học. Vậy là sau này em mới học lớp 4 mà là em có cái vườn kiểng như vậy, là sau này tương lai em học đại học là rất là đơn giản rồi đúng không? Để ổng tiền học phí đồ là bình thường rồi. Đây là có cây mai cũng tà cũng đẹp đó các bạn, mà cái mai nó còn cũng còn nhỏ, cái mai này. Cái mai này nó cũng còn nhỏ các bạn, nhưng mà cũng bằng cái cùm giò mình này nha các bạn, cái góc bằng cái cùm giò mình này. Đó. Đây là nhà của em ấy nè, nhà em ấy nè, trồng vòng vòng nhà nha các bạn, em ấy tận dụng mấy khoảng đất trống ở gần nhà em ấy trồng. Rất là giỏi. Đây, em ấy mới bẻ cho mình cái gương sen các bạn. Vòng vòng nhà của em ấy trồng sen này rất là nhiều các bạn, cái ruộng sen rất là lớn. Thì cha mẹ mấy đang đi bẻ sen, chút xíu mình sẽ quay cái thu hoạch sen cho các bạn xem ha. Ôi lại cái này giỏi quá, giỏi tao ơi. Lại coi. Em Thịnh có nuôi thú cưng nha các bạn. Chắp tay lại. Lại. Kêu lại Thịnh. Đó. Quá thương luôn các bạn ơi. Rồi ảnh đã bẻ sen đem vô tới trong phía trong lộ này nha các bạn. Quá trời sen luôn, bẻ một xuồng gương sen các bạn. Qua đây nè. Cả mấy giờ ta mới vô căn anh? Có 10 giờ 11 giờ gì á. Vậy hả? À. Nhìn cái cánh đồng sen này của anh nó quá chứ đã lớn không các bạn. Sen bao la. Dạ, bữa nay ông thầy kia ông mắc đi học rồi. Hình như bữa nay ông thi đại học. Đó, em Thịnh phụ cha đẩy sen ra các bạn. Chào khán giả đi Thịnh. Hello. Quá trời sen các bạn ơi, gương không. Dạ. À, anh đẩy sen vô nha các bạn. Nguyên một xe rùa sen quá trời nhiều. Rồi bây giờ mình lên xuồng mình đi theo anh chủ đi hái sen nha các bạn. Ngộ quá. Hái sen phải lội dưới các bạn ơi. Trứng xuồng chấm không nổi rồi. Ừ. Nè Thịnh, chào khán giả Thịnh. Chào các bạn nha. Thầy... Ờ, ông sen này các bạn. Biết thầy cho không á? Em theo thầy là học xuống cấp à. Tháng như vậy. Chưa có tiền em. Nè, xa xa đó có mấy chị đội nón lá, mấy chị hái đó nha các bạn. Nè, mấy chị đội nón lá đó, mấy chị hái cái gương đó các bạn. Dạ, ruộng cái bắt ốc, hái rau rồi cái làm ha. Dạ. Ở trên trời có đủ đồ nghề cho nè. Dạ. Chút xíu em với Thịnh rảnh. Dạ. Chúc con với thầy đi câu cá nha dạ. Thầy quay lúc người ta căng sen thầy. Quay. Quay lúc ta căng sen rồi em thầy đi câu nè. Ừ. Bóp luôn hả thầy? Ở quê mình bây giờ bà con là trồng sen rất là nhiều các bạn. Rất là nhiều. Cái khu vực sen này của anh bao nhiêu công lần anh? 20 công
20 công là 2.000 mét vuông các bạn, mình số tính thiếu tròn đây, 20.000 mét vuông. Dạ. Dạ. Cái này đất này mình mướn nữa ha anh, chứ đất nhà đâu có nhiều á anh. Dạ. Quá trời xe luôn các bạn ơi. Ảnh có chiếc xuồng ra, ảnh có cái mấy túi lưới cước nè các bạn. Dạ. À, đội nón lá thì khổ lắm, nhưng mà dưới cái nón lá đó toàn là vàng không à. Bẻ xe đang bán toàn là xin mướp sắp vàng không à. À đó là có cái sọt. Xe có mấy ngàn nha thầy ơi. Cái khung cảnh mà ở dưới quê mình bà con thu hoạch sen thấy cũng vui ha các bạn ha. Hồi đó giờ mình tính là đứng cái xuồng trống mà đi hái không, chứ mà ảnh nói là vậy không không được, phải lội dưới đó các bạn, lội dưới sen vậy đó. Dạ. Ở dưới này chắc cá nhiều lắm ha anh ha. À, cái này mà mình ngồi mình câu cá gô cũng ngon lắm mà Thịnh. Câu cá gô lên dưới kia càng nó còn ngon. Dạ. Nấu á. Dạ. Cá quay bắt ốc vô nấu ăn luôn. Vuông ốc có hai mấy cái mương mương nước hai bên không anh? Có. Có luôn hả? Mương ống luôn ha. Vậy giờ nấu luôn cái gì vậy? Súng, nhóc đầy đủ luôn. Dạ. Quá đẹp các bạn. Dạ. Dạ. Thì đó hỏi em hỏi thăm á, Thịnh nói cha em có đi túc chim nữa. Thầy chủ nhật tuần này thì lên đi đây. Ủa. Dạ, thì bữa đó cho em ngủ từ lúa lên. Bữa nào lên bằng đêm á? Ông thầy chủ nhiệm của mình Thịnh á. Thầy chủ nhiệm Thịnh hả? Ông thầy chủ nhiệm Thịnh có bao mà nhậu quá chứ làm gì vậy? Thầy giấu gian. Vậy thì ngủ thời gian lên luôn nha thầy. Ừ, để bữa đó chừng nào thầy lên thầy điện ổng coi. À, mấy chị bản thì mỗi một chị có cái thùng bê nha các bạn, mỗi chị có thùng bê à, hái bỏ vô đầy cái thùng bê, cái mấy chị lại xuồng mấy chị đổ vô. Có dịp nào các bạn thích ruộng sen của quê mình thì các bạn liên hệ mình về, mình sẽ sẵn sàng mà đưa các bạn đi tham quan cái ruộng sen nha các bạn. Ruộng sen ở Hậu Giang rất là tuyệt vời các bạn, bao la 20.000 mét vuông luôn mà. Mình bữa nay mình vừa quên cái kiến ở nhà không có thấy đường, rồi thêm một cái nữa cái điện thoại mình nó hơi dỏm hơn điện thoại của Tư Lúa các bạn, mình quay mình nó không có được rõ không các bạn thông cảm ha, chứ bạn mình cũng không có quen nữa, Tư Lúa thì mới là cameraman của mình, còn mình bữa nay không có Tư Lúa thành ra mình quay nó hơi rung, chứ phần thêm cái điện thoại dỏm nữa các bạn ơi. Các bạn xem nó bị rung các bạn thông cảm cho mình ha. À, anh cái điện thoại mới. Anh chủ ruộng sen này mình mới biết ảnh đó các bạn, mới biết ảnh luôn, mới biết hồi nãy luôn đó. Mà nghe em Thịnh đi học nè, em Thịnh nói là cha em coi kênh của thầy đêm nào cũng coi chân á. Thế mình rất cũng mến. Mình rất mến. Mình thật sự là mình không có không các bạn ơi, công chuyện quá chỉ là nhiều.
Nhưng mà nghe anh Thịnh nói như vậy thì mình thấy cũng rất là quý ảnh, thành ra mình bữa nay quyết tâm mình lên đây mình chơi một ngày với Thịnh. Trải nghiệm một bữa đi. Bữa nay ngày Chủ nhật, thành ra mình cũng rảnh các bạn. Không có công việc ở trường, thành ra mình rảnh nguyên ngày Chủ nhật thì mình sẽ đi lên đây mình chơi với Thịnh với ảnh một bữa. Hôm rồi mình có đi trên Đồng Tháp các bạn, mình có đi du lịch trên Đồng Tháp mà mình nghe nói tháp Đồng Tháp bông sen, gương sen sen dữ lắm mà mình đi chả không thấy các bạn. Nhưng mà ngược lại cái vùng mình bây giờ, cái vùng mà Lung Ngọc Hoàng bây giờ là quá chỉ lẽ sen các bạn ơi, bà con nó trồng quá cho nhiều. Tháp bây giờ ta di chuyển sen canh qua là lúa hết rồi. À trồng như lâu quá rồi cái nó bị nhiễm bệnh đó. À không rồi em đi du lịch tới chợ mà đi chỗ làng qua Sa Đéc đó mà đi vòng vòng xe chạy vòng vòng không thấy sen gì. Hết rồi giờ nó làm lúa hết rồi. Dạ. Yeah. Mai lúa mắc nè. À. Mai lúa mắc rồi nên nó chuyển qua lúa hết rồi. Sen này mình trồng từ ngày mà mình trồng mình cấy sen con đó rồi tới bán đợt đầu là bao lâu anh? 5 tháng. 5 tháng hả? Cũng lẹ ha. 5 tháng nữa tự cô bộ luôn. Dạ. Yeah. Rồi mình trồng nó bao lâu nó mới tàn anh ha, có ăn hoài anh? Trồng dọn kỹ đàng hoàng thì ăn hoài luôn, như đám sen này ăn gần dắp năm mà. Dạ. À có phải kỹ mới được. Ủa mấy cái gương sen này thấy bự quá nè Thịnh, sen này học bự quá rồi không bé hả Thịnh? Dạ để coi. Đó bự quá đó. À vậy là cũng phải biết bẻ nha các bạn, cũng phải biết bẻ cái gương sen này, thấy bự quá mà ảnh nó bẻ chưa được. Nó già rồi. Ừ, già. Cũng phải biết bẻ mới được nha các bạn. Cái đầu nó già. Dạ, nó già cái đầu vậy. Bẻ được rồi, còn cái như hồi nãy là nó non quá. Dạ, à vậy đó anh. Cái gì đây? À nó hở cái gì đây? Ừ. Còn như cái này là chưa có bẻ được. Dạ, đúng rồi. Cái này là chưa bẻ được. À. Như vậy là chắc khoảng 5 ngày gì anh hái lạc hả anh? À, 3 ngày. 3 ngày hả? À đúng rồi nãy. Dạ em thấy mấy cái hộp nó bự hết trơn mà anh chưa hái được thì chắc khoảng 3-4 ngày là hái rồi. 3 bữa. Dạ. Rồi bây giờ mấy chị đổ bài hái đầy thùng bê nè các bạn. Đầy thùng bê mấy chị loại sườn đổ nha. Ngồi xuống Thịnh. Em ngồi xuống Thịnh. Đó hai chị đầy thùng bê đó các bạn. Hello các bạn các ơi. Chào cả nhà nha. Anh là mẹ của thằng Thịnh nè. Đó chị này mẹ. Nhớ ủng hộ thầy nha cả nhà. Ê, nhờ chị này chỉ đưa Thịnh xuống trường mình học á các bạn, thành ra mình biết. Còn ông xã chị thì hồi đó giờ mình mới biết lần đầu tiên, mà nghe Thịnh nói là cha Thịnh ủng hộ mình, coi của mình hoài. Buna quê tôi. Có một cái vỏ lưới nè, cái vỏ lưới anh từ đến mai rồi anh đựng gương sen nè các bạn. Cái này vậy là mình bán sao anh? Căn ký hả? Ừ. Một ký vậy bao nhiêu tiền anh? Giờ được 15 ngàn này. 15 ngàn. Không có 12 ngàn, 11 ngàn rồi. Dạ. Nó lên nè. Cái bao này là nó cũng khoảng 50 ký á anh ha. Bao này nếu trong bao hiện giờ nè. Bao này nếu mình vô cứng đàng hoàng là cỡ 7 mấy ký á. Dạ. Như vậy thì mình cho 50 ký đi. Ừ. 50 ký. Ký 15 ngàn, 50 ký nhiêu tiền Thịnh? Dạ. 50 ký nhiêu tiền? 100 ký, 1.500.000 rồi, 750.000. Vậy là cái bao này được 750.000 các bạn. À cha cũng tôn 40-45 ngàn ký là cái bao này tầm cỡ khoảng 3 triệu, 3 triệu mấy. Vậy là có lúc 4 mấy ngàn ký đó anh. Wow, quá đã hay ta. Như vậy là em tính cho bây giờ tính ký 15 ngàn, tính giá hiện tại đi ha. Tính giá hiện tại thì coi như là bữa nay anh bẻ bữa nay là cỡ bao nhiêu tiền ta? Bẻ có khoảng tầm 2 triệu ngoài à. 2 triệu ngoài. Tại nó rẻ ha. Dạ. Ủa, thì mình tính cho 2 triệu ngoài cho 3 triệu đi. Rồi mà 3 4 ngày anh bẻ 1 lần. 3 bữa. 3 bữa. Ồ vậy là cũng có lý với anh. Không mà nói chung thì nó cái lợi nhuận của nó thì nó ngon hơn mình làm lúa nhiều. Dạ. Đầu tư nó không có. Bây giờ mình tính cho cái anh nói 2 triệu mấy, vậy là mình tính cho 3 triệu đi. 3 triệu mà mình tính cho 5 ngày bẻ 1 lần đi. 5 ngày bẻ 1 lần thì 1 tháng là mình bẻ được bao nhiêu lần?
5 năm 25 là 5 được 6 lần. Phải không? 6 lần lần 3 triệu. Một tháng được 18 triệu. Ồ, ngon à. Lúa luôn này. Hả? Lúa luôn này. Vậy là một tháng cái ruộng sen của ảnh làm anh Khiếm phải không anh Khiếm? Mình tính theo cái giá nó rẻ đó nha. Dạ. Coi như là 20.000 mét vuông của cái ruộng sen của anh Khiếm á, là một tháng là 18 triệu. Đúng không Thịnh? Ờ, một tháng là anh Khiếm thu nhập 18 triệu dạ, các bạn. Ờ, à, thấy vậy là cũng sống được rồi các bạn ơi. Ở dưới quê mà vùng sâu vùng xa mà. Dạ. Bẻ rồi về về. Hầu vô nhà đi quay dò cẳng cho coi. Dạ. Mấy mấy chị không có lo xuồng, mấy chị có cái thùng bê gọn đó, mấy chị bẻ tuốt trước rồi nghe các bạn. Thấy mặt mờ mờ trước á. Quá đẹp luôn nè. Vậy là mình bẻ này mình có lối cái lối ha anh ha. Mình đi lối đi lên đi xuống đi lên đi xuống. Cái này được không dạ? Dạ. Đó, cái bông sen này nè các bạn, rất là đẹp ha các bạn ha. Đó. Cái này được không? Có bông sen nữa nè. Bạn nào muốn bẻ sen thì về đây nha. Mà không cái mặt quần dài nha. Mặt cũng thôi các bạn nào ở thành phố mà muốn bẻ sen thì mặt cũng là bẻ là quá tuyệt vời luôn đó. Dạ. À, mặt cũng à, vô bẻ sen tới dừng bẻ gọi cái uổng sen à, vô cái còn cái bộ xương không à. cái chị áo xanh á là chủ ruộng, còn cái chị áo bông đen này là hình như là ở sớm ở cháu của chị chủ ruộng mà chị chưa có chồng anh nào ở thành phố mà muốn về quê tham quan cảnh sen thì mình làm ai chỉ luôn cho nghe các anh. Có rồi thì nói chưa chồng đi có ngồi chi. Phá đám không à, ông bà nghe chết luôn à. À, có mấy cái mơ sen búp búp nè các bạn. Búp búp rồi múa bự ra cái đầu thành thành cái gương nữa. À, có mấy gương nhỏ nè. Gương nhỏ, gương lớn, gương mới nở gì đều đủ hết trơn nha các bạn. Rồi bông nữa. Bởi hái hoài các bạn. Hái hoài trồng sen này mình thấy mà có lý quá các bạn ơi. Trồng sen thấy có lý. Cứ hái mà. Dạ có. Dạ dạ nãy cũng nói bán à. Thì nữa nó lên nó cũng thành 3 cây anh ha. Nữa lên cũng thành 3 cây. Có 2 cây lên 2 cây rồi lên 3 cây nữa đó. Dạ, 2 cây thì em có thấy 2 cây dưới dừa em trồng bằng em nó trồng có 2 cây, có 2 đợt. Nhưng mà 3 đợt thì em chưa thấy. Cái đó là mấy anh chơi kiển anh mua về anh làm kiển được. Có ở trên ruộng em cảnh có trồng bông trang rồi trồng mai nữa. Dạ. Ở trên ruộng trồng kiển. Dạ. Ở đây anh Khiếm nói là cá gô, cá chê, cá gần đồ trong cái ruộng sen này rất là nhiều các bạn. Nhiều lắm. Ở trong này khó không bắt được nó đó. Dạ. Rồi nó ở lù lai ở trong này khi nào mà tàn sen hết đó, mình xịt cho nó chết sen mới bắt nó được. Dạ. Như vậy là nữa anh thu hoạch cá này cũng nhiều tiền lắm hả anh Khiếm? Kiếm cũng tả mười mấy 20 triệu được. Dạ. Tại vì như vậy thì cá nó lớn. Tại vì mình trong lúc sen này mình đâu có bắt được nó đâu ạ. À. Thì tới chừng nữa rồi mà sen tàn thì nó thời gian quá lâu rồi thành ra là cá nó lớn mình bắt bán một lần cũng mấy chục triệu. Kiếm có mười mấy 20 triệu được. Dạ. Một năm á. À. Không kể mình một năm mình kiếm được cá mười mấy 20 triệu là cũng ngon rồi. Còn sen này mình kiếm sen này là chín mà.
Cái này là các bạn nó gần thành cái gương này các bạn, nó rụng bớt 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 cánh rồi, bớt cánh hoa rồi nè. Cái gương nó mọc nó vàng tươi đó các bạn. Đủ loại hết trơn, bởi hái hoài các bạn ơi. Hái hoài à. Nhiều cỡ lắm, thành ra hái hoài 3-4 ngày hái, 3-4 ngày hái, có lý lắm các bạn. Vậy nó trải nghiệm dưới quê. Chị đó hái gần đây rồi. Bể kèo hết trơn, Thịnh làm bể kèo hết trơn. Tính là hai cái chị này về thành phố luôn, cho chỉ đi xe hơi luôn mà Thịnh nói chỉ có chồng rồi. Chết luôn cho chỉ đổi đời mà. Chị sắp sửa đại show rồi các bạn. Chị đã sắp sửa đại show rồi, chị đã sắp sửa bỏ lên rồi. Đó, chị lội lên ra xuồng các bạn. Đi câu cá luôn đi thầy. Ừ. Này nè, mình anh với chồng chín con sen nè. Bẻ mình luôn. Mình luôn. Quá đó. Giỏi luôn các bạn. Bẻ mình luôn. Anh nào muốn bẻ tiếp thì liên hệ với chị luôn. Cho số điện thoại của chị luôn đi. Em có mấy ông anh ở thành phố đó, lâu lâu ông về cái ông rủ em đi ra ngoài vườn nướng cá rồi ra ngoài vườn nhậu vậy đó, ngắm cảnh phong cảnh ở ngoài vườn vậy chứ anh, mấy ảnh phái lắm, mát mẻ nữa, có gió mát mẻ hơn ở nhà. Cái nhà hồng đúng không thầy? Ừ. Dạ. Trải nghiệm bắt ốc nè, câu cá nè. Dạ. Quá đã. Bữa nay em sẽ ở lại đây quậy với Thịnh bữa. Thịnh đi không có đội nón luôn rồi các bạn. Không có nón luôn. Không, tương lai Thịnh ngon rồi, cha mẹ huấn luyện kiểu mà từ nhỏ mà cho em chăm sóc mấy cái cây bông, cái cây mai vậy là em có cái thói quen, thành cái đam mê Thịnh ha. Thành cái đam mê là làm ăn là nữa em ok, nữa em sẽ phát triển tốt. Mà phải gắng học, dù gì phải gắng học nghe em. Dạ. Học có trình độ mới làm được cái này cái kia. Chứ như thầy ít học, thầy làm bảo vệ nè, rồi thầy làm YouTube nữa, chứ phải thầy mà học cao là thầy làm thầy giáo rồi. Không có học thầy nghe là bảo vệ. Làm bảo vệ đâu này? Ở trường em đó. Trường ở dưới vườn kia kìa, trường ông giả điểm lẻ. Trường ông giả thầy lên thầy hỗ trợ, thầy lâu lâu thầy lên làng. Thầy ở điểm chính không à, điểm chính ta có khách khứa nhiều, khách khứa đông thầy phải đi nấu nước, đồ quét, dọn phòng lớp rồi. Còn cái điểm là điểm lẻ ít có khách vô, thành ra thầy không có lên điểm lẻ, ít lên lắm. Có công việc thầy mới lên. Mới đầu coi clip thầy thầy này quen quen không biết gặp ở đâu. Dạ, em thì cũng thấy anh quen quen đó đó. Có gặp đó mà không biết gặp ở đâu đó. Dạ. Nhưng mà không rồi cũng ít có đi chơi chỗ này chỗ kia, nó cũng quên lâu quá cũng quên. Hôm qua đó hồi bữa thứ sáu nói ông thời gian là bữa nay em lên anh em đi câu cá đi hái sen ăn. Ông thời gian là ông đi ông coi chừng nha. Tôi thấy ông chủ sen đó cái thứ ông bự hơn ông đó, ông vô hái sen ông có chừng không ngựa ông quýnh ông đùng. Dạ không biết nữa chị. Thời gian à, hồi mà lúc trước anh như ông có ở đâu gần gần đây nè. Ông nói cái tướng của anh Khiếm bự hơn tôi, coi chừng anh Khiếm quýnh tôi. Ra trời ơi trời, ông biết tôi mà. Thì cái bữa không phải bữa trung thu á chị. Bữa trung thu em với chị đứng nói chuyện đó. Dạ. Đó. Thì em nói là em sẽ lên đây nè, em quay sen nè, hái sen nè ăn nè. Ông nói tôi không biết nha, tôi không có can nổi à, cái ông đó ông bự con ông đó. Thầy uống nước không thầy? Được rồi em. Bữa nào mình trải nghiệm rồi chim cò rồi cho quay cho ông coi ông thấy. Đó, xin không cho luôn. Ồ, không cho luôn. Em để đi chút xíu ha, thầy đang quay. Em để xuống đi Thịnh. Dạ. Thầy vô có con hả thầy? Ừ? Thầy có con chưa thầy?
Thầy có con ơi, con thầy đang ở Sài Gòn. Con của thầy làm một tháng được 30 triệu. Em gắng học đi nghe, em gắng học nữa, em làm giống như con của thầy vậy đó. Chứ là biến học mà giống như thầy là bảo vệ, đằng tháng có 3 triệu mấy à. Phải gắng học nghe Thịnh. Dù gì cũng phải gắng học nghe Thịnh. Có mê làm YouTube thì mê chứ cũng phải gắng học, cái học là cái chính đó nghe em. Em mua cho nó cái điện thoại mà nó quay TikTok không à. Dạ. Không có nào, ví dụ như cái đam mê của mình thì mình vẫn làm, nhưng mà làm cũng vừa vừa thôi. Ví dụ như em muốn quay, em quay TikTok, em quay chơi cái đó cũng được, một ít thôi. Rồi ví dụ như em chăm sóc mà mấy cái cây bông trang hay là cây mai gì đó thì em cũng chăm sóc ít thôi, vừa vừa thôi. Cái học là cái chính nghe em. Ừ, cái học là cái chính. Mê lắm. Đi nó rảnh rảnh cái nó lấy lon, lấy đồ, nó cắt, nó bứng cái này cái kia, nó trồng. Dạ. Tại vì anh chị hứa cho nó chăm sóc, nó bán, nó kiếm tiền, nó đi học mà, thì nó phải đam mê rồi, nó phải cố gắng rồi. Bởi vì mình có cái hướng cho em từ nhỏ là trong đầu em nó phải tính cái kinh tế. Ừ, vậy đó. Trồng cái này cái kia nữa. Nhưng mà quan trọng nhất là phải cố gắng học giỏi nghe Thịnh. Rồi, phải học mới được. Ừ. Học rồi thu xuất được ra. Rồi bây giờ mình vô tới nhà nghe các bạn. Mà bây giờ cái anh thương lái anh đang lại anh lựa sen ra, anh lựa theo cái ý của anh nghe các bạn. Ngồi anh lựa. Nè, thấy lựa mà theo hình như là theo cái mà cái kích cỡ hay sao á. Giá thì anh mua một giá nhưng mà anh lựa ra anh giao cho mối ảnh nghe các bạn. Cũng cực. Bẻ xong phải vô lựa lại. Rồi, thầy cảm ơn nha. Chào cả nhà đi. Chào cả nhà đây. Có ai mua sen, có ai mua sen thì kiếm ba đi nha. Ai mua sen kiếm anh, ai bán cũng kiếm anh luôn hay gì? Ai mua sen kiếm anh làm mập rồi nè. Chỗ hỏi mấy anh số điện thoại anh mấy, anh có biết đường nó điện. Ừ, anh cho số điện thoại anh đi, anh lưu cho mày luôn anh ơi. Cái này chị lựa, cái này mình để bên phơi hay là nó căng luôn không chị? Cái này phơi là căng. Cái này phơi mà căng, cái căng cái hộp hộp khô riêng. Dạ. Nó phơi khô rồi nó mới lấy. Dạ. Đó là hàng giả. Quá quá bự luôn các bạn, hết rất bự luôn. Mình phơi khô cái hộp sen này mình bán hộp hộp không chắc nó mắc hết tiền hả chị ha? Dạ, 25.000 ký. Dạ. Dạ. Khi ba mấy ngàn cũng chừng. Có lúc nó có giá tới ba mấy 40.000 ký luôn á. Dạ. Dạ. Cái này còn vàng lấy được không em? Hả? Đây, sắp xong rồi, lửa sắp xong rồi các bạn. Được hai bao mấy, bao 80 mấy ký nha các bạn. Lúc trước rồi bé vô cái là nhiều lắm. Dạ. Anh được 3 được 4 thì nó ít lại. Ba mươi mốt ký. Rồi bữa nay ảnh bẻ được 2 bao rưỡi các bạn. Tám ba ký. Tổng cộng số tiền là 2.9 triệu nha anh. Rồi chắc có lẽ là kết thúc video tại đây gia đình mình ơi. Căng rồi, giá cả cũng có 15.000 một ký nha các bạn. Căng bữa nay được 2.9 triệu. Vì tháng 3 ngày anh bẻ ăn rệt. Đợt này 2.9 triệu, anh chào mình. Rồi Hiếu Thuận xin chúc đại gia đình mình một ngày mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, quả mát với gia đình ha. Hiếu Thuận chúc gia đình mình xem video
có được nhiều nụ cười trên môi ha. Rồi, Hiếu Thuận xin chào tạm biệt, hẹn video sau. Rồi, bye bye.